ra thì cái khu du lịch chùa Tổ Thạch này cũng chả có gì. Vô phải mua vé hết 15 ngàn. Mà vô có mẹ gì đâu, à, nguyên cái làng người ta ở trong này. Vậy mà cũng thu tiền vô nữa trời. Bị lừa hết 15 ngàn rồi, mất công chạy vô nữa. Này mình đang chạy trên gì xa lộ Hà Nội, Nha Trang còn 156 cây nữa. Đường từ đây đi ra Nha Trang, mình đi qua Ninh Chữ trước, rồi Ninh Chữ rồi tới đi đi Vịnh Hy rồi mới ra Nha Trang. Ở đây bắt đầu thấy có núi rồi đó. Đây có cái nhà máy này chắc nhà máy nhiệt điện hay gì. Nhà máy này lớn. Cái nhà máy hồi nãy là nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân. Đây có mấy cái núi đá hộ màu. Biết tới đâu. Qua nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân rồi. Ở đây thì không biết ở địa phận này địa phận nào.
biển Vĩnh Hảo. Cũng còn Tuy Phong, cũng còn Tuy Phong Bình Thuận. Cúng này có người ta cho nên nuôi cừu, mấy con cừu. Thank you.
qua nay đi không có bị mưa, chưa có bị mưa. Ở đây còn 15 cây số nữa là vô vô Phan Rang. Bên núi bên đây trời mưa nè. Trước này cũng có mây mà không biết mình đi có bị mưa không. Nếu mà không có gì trở ngại thì có thể tối ngủ ở Phan Rang. Bữa nay chắc về sớm chút làm mấy cái phim cho nó xong. Để nó tồn động lại nhiều quá làm không kịp. Đang chạy trên quốc lộ AH1 đi ra Hà Nội luôn.